Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay thì tôi cũng có lời để chia sẻ qua Hội Thánh, hoặc là khích lệ khi nghe những lời chứng của anh chị em cũng như những việc mà Chúa làm qua đời sống của anh chị em trong Hội Thánh của Ngài. Điều đó khiến cho tôi thật sự là được khích lệ lắm. Và thưa anh chị em, Chủ nhật trước á, chúng ta đã học về tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Cho nên tất cả anh em mình sẽ phải là người cầu nguyện. Amen. Phải là người cầu nguyện nếu muốn có một đời sống đặc thánh, một đời sống mà quyền lực của kẻ dữ không đụng đến được chúng ta, là đời sống cầu nguyện. Người nào cầu nguyện là người sống trong sự an ninh. Người nào cầu nguyện là sống trong sự thăng tiến, trong sự chữa lành, trong sự giải cứu và trong mối quan hệ mật thiết với Chúa luôn luôn. Đó là điều mà chúng ta đã nói. Cho nên trước khi đi vào sự chia sẻ lời Chúa đó, tôi cũng khích lệ anh chị em. Đó là anh chị em nào có cái thẻ cầu nguyện mà vẫn còn trung tín cầu nguyện đến ngày hôm nay, anh em đã nhận được cái thẻ màu xanh này, có phải không ạ? Chúng ta cầu nguyện cho 5 điều về Hội Thánh, về đất nước, về thành phố và về những cái vấn đề liên quan. Thì tháng 8 này chúng ta sẽ đổi qua, chúng ta sẽ cầu nguyện cho khải tượng của Hội Thánh. Thì giờ nhất anh chị em đăng ký cũng vẫn là giờ như cũ, mỗi người đăng ký 1 giờ. Và Hội Thánh chúng ta sẽ liên tục cầu nguyện, lúc nào cũng có người cầu nguyện. 8 giờ có người cầu nguyện, 9 giờ có người cầu nguyện, 10 giờ có người cầu nguyện. Amen chứ. Tôi kính là anh chị em hãy đến và đổi lấy thẻ này, để tháng 8 chúng ta sẽ quỳ gối cầu nguyện cho khải tượng Hội Thánh. Amen chứ. Chúa là đấng nhìn thấy tấm lòng chúng ta, những con người trung tín với Ngài, những con người quỳ gối đổ nước mắt trong phòng kín nhưng phần thưởng lại ở trên trời. Rất là diệu kỳ nha anh chị em. Cảm ơn Ngài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta lời. Lời Chúa là rất quan trọng anh chị em. Lời Chúa biến đổi đời sống chúng ta. Lời Chúa có thể đạp đổ những đồ lũy đang ở trong đời sống chúng ta. Lời Chúa đem lại sự chữa lành, giải phóng. Cho nên ngày hôm nay ông bà anh chị em nào muốn đời sống mình biến đổi được chữa lành, hãy chăm chú nghe lời của Chúa. Amen. Lời Chúa mới là quyết định. Sự đặt tay cầu nguyện chỉ là cái máy đẩy thôi, đẩy anh chị em một khúc thôi, nhưng mà chạy tiếp được hay không là do lời Chúa trong lòng anh chị em. Amen. Anh em thấy chiếc xe mà nổ máy bạch bạch nổ không được đúng không, phải có người đẩy. Anh em từng như thế chưa, ngồi lên bắt đầu có người đẩy một đoạn 10 mét bắt đầu nó nổ phơ nó chạy. Đó phải không? Cầu nguyện sức dầu cho anh chị em là người đẩy, nhưng mà nó nổ xong rồi chạy tiếp hay không là do anh chị em. Do lời Chúa nó trong. Do anh chị em có ở với Ngài mỗi ngày không? Có đọc lời Chúa mỗi ngày không? Có thực hành lời Chúa mỗi ngày không? Có ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày không? Amen và anh chị em. Cái điều đó quan trọng. Tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong mọi lần. Đồng ý chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho người này người kia, để chữa lành cho nhu cầu của anh chị em, để giải cứu anh chị em, để Chúa ban phước cho anh chị em, để Chúa khích lệ làm cho anh chị em thăng tiến. Có điều đó. Nhưng để giữ được điều đó, để sống được trong điều đó, để cả cuộc đời của mình luôn luôn sống trong sự lành mạnh, tự do, thịnh vượng, thì anh chị em phải có lời của Chúa Trời. Cho nên đừng bao giờ quên quyển kinh thánh này. Anh em nhé, nhất là những anh chị em mới đến với Chúa. Mới đến với Chúa thì thấy ui, đặt tay xong về thấy khỏe mạnh, ô, chắc là cuộc đời mình sang trang mới rồi, ok. Nhưng mà chưa sang đâu, nó mới có lập thôi, chưa sang. Đó là phải thân lập, tiếp tục kết nối với Hội Thánh, tiếp tục nghe, học và biết được cha mình đang dặn điều gì. Cả một kho báu nằm trong đây thưa bạn chị. Một kho báu. Đây là kho báu. Cả cuộc đời mình sẽ được tìm thấy tất cả. Cho nên một sáng nay đó, tôi hỏi các bạn cho em là như thế này, rất đơn giản. Có một cái câu chuyện ở trong Các Vua Nhất, phải không ạ? Các Vua Nhất đoạn 3 có một câu chuyện như thế này. Tại Gabon lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chiêm bao và phán với người rằng: hãy xin điều gì người muốn ta ban cho người. Theo ạ. Tức là ở tại Gabon, anh chị em biết vua Solomon không? Biết không? Vua Solomon là một ông vua giàu có nhất, vinh hiển nhất, khôn ngon nhất trong lịch sử mọi người.
chí anh em coi HTV, bây giờ nó vẫn đang chiếu những câu chuyện của Solomon, cái khôn ngoan của ông để học cách kinh doanh, học cách sống, học cách sống thành công, học cách sống chiến thắng. Đài truyền hình chúng ta vẫn đang chiếu đó. Cho nên Solomon một lần nọ được Chúa hiện ra, phải là Chúa hiện ra và Chúa hỏi một câu là: hãy xin điều gì ngươi muốn, ta ban cho ngươi. Anh giải thích như thế không? Bây giờ chị Phượng Chúa hiện ra như vậy, Chúa hỏi con xin điều gì ngươi muốn ta ban cho, chị xin điều gì? Xin chữa bệnh. Ok, tốt, vì chị bệnh cho nên chị cần xin chữa bệnh. Và anh em khác, ví dụ như chị này, nếu Chúa hiện ra cho em bảo là xin điều gì em muốn, em xin điều gì? Sự không ngon, bắt chước Solomon rồi. Ok, rất tuyệt vời. Chúng ta ai cũng có những nhu cầu, phải là tôi cũng có nhu cầu, và bạn chị cũng có nhu cầu. Không có gì là sai khi chúng ta xin Chúa điều mà mình đang cần. Chị sai đó. Tôi đang bệnh thì xin Chúa chữa bệnh. Tôi đang thiếu sự khôn ngoan, xin Chúa sự khôn ngoan. Ai đang thiếu tiền, xin Chúa tiền. Chắc chắn không có gì là sai. Nhưng trong tất cả mọi điều đó thì lời của Đức Chúa Trời có bày tỏ cho chúng ta có một điều, mà hãy được điều đó thì chúng ta được tất cả những điều khác. Anh em có thích biết nó là điều gì không? Tức là xin được điều đó là được tất cả. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa với chủ đề điều gì là quan trọng nhất trong đức tin Chúa Giêsu Christ. Điều gì là quan trọng nhất? Chúng ta tin Chúa, chúng ta đi với Chúa, chúng ta đọc lời Ngài, chúng ta làm bao nhiêu việc trong Ngài. Bây giờ chốt lại, điều gì là quan trọng nhất đây? Điều gì để chúng ta cần đây? Hôm nay xin Chúa ban cho chúng ta rõ được điều này. Khi chúng ta rõ được điều này thì đời sống chúng ta chắc chắn sẽ bước sang một điều hoàn toàn tuyệt vời. Đời sống tâm linh, tâm hồn, thể chất của chúng ta sẽ bắt đầu chuyển động. Đó là cái sự bày tỏ khôn ngoan của lời Chúa. Dĩ nhiên như cô gái này đã nói, Solomon sau khi được Chúa hỏi như vậy thì ông mới trả lời rằng: lạy Chúa, kể tôi tới Chúa ở giữa dân Chúa chọn là một dân đông vô số không đến được. Vậy xin ban cho tôi tới Chúa tấm lòng không sáng để đón xét dân sự này. Đón xét dân sự này. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu kỹ cái chữ tấm lòng không sáng ở đây đó, chúng ta sẽ học được một chi tiết vô cùng quan trọng. Ở trong tiếng Anh nó gọi là discerning heart, nghĩa là một trái tim nhận biết. Hay dịch sang tiếng Việt đó, mình có thể hiểu ông Solomon ông xin Chúa một tấm lòng biết lắng nghe tiếng Chúa, một trái tim nghe được. Tại sao ông không ngon như vậy? Tại sao cả hai người đàn bà dành nhau một đứa bé đem đến, bây giờ làm gì có thử ADN như bây giờ, làm sao ông biết được đứa bé này là con ai? Không phải không? Làm sao ông biết được? Bà này bảo con tôi, bà này cũng bảo con tôi. Nếu ngày hôm nay thì họ nói mời bệnh viện đến thử ADN, nhưng mà hồi đó làm gì có ADN, không ạ? Nhưng mà bắt đầu lúc đó ông lắng nghe, ông nghe được có một sự mách bảo bên trong, con phải làm vậy để phân biệt đứa bé là con ai. Giờ nghe câu chuyện đó, ông bảo đem cái gương đến cho bà, chắc làm đôi chia mỗi người nữa đem về. Thì con người nào người đã sót chứ, con không phải con thôi mắc gì sót, đúng không? Thì ông đã biết được, đó gọi là tấm lòng biết lắng nghe. Anh chị em, mọi sự khôn ngoan mình có, mọi phát minh khoa học hôm nay mình có, điện ánh sáng, điện thoại mình bấm, đồng hồ, tất cả mọi thứ, tất cả những phát minh này đều đến từ ở trên cao. Các nhà khoa học đã mày mò tìm kiếm những tìm không ra, giống như Mendeleev, ông tìm đâu có ra, ông tìm cái bản tuần hoàn hóa học đâu có ra. Nhưng mà ông nằm ông ngủ ông đêm, ông thức dậy ông thấy luôn tất cả các bạn. Ai cho? Chúa cho. Cho nên khi chúng ta xin được có một tấm lòng lắng nghe được Chúa thì lúc đó chúng ta là người khôn ngoan, chúng ta là người hiểu biết.
Chúng ta là người biết những điều thiên hạ không biết. Solomon xin như thế. Và rõ hơn nữa, phải không ạ? Ở trong Thi Thiên 51, ông David sau khi ông phạm tội xong và ông cầu xin Chúa điều gì? Ông có cầu xin Chúa rằng là: Chúa ơi, đừng cất ngai vàng khỏi con, Chúa ơi, đừng cất đất nước khỏi con, đừng cất dân sự này khỏi con, đừng cất vàng bạc châu báu của con khỏi con, đừng cất cái vương miện này khỏi con. Ông có xin điều đó không? Ông xin rằng: Lạy Chúa, xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh của Chúa. Anh chàng thấy không? Đấy là một ông vua cầu xin. Thi Thiên 51 câu 11. Cho nên hai cái con người vĩ đại nhất trên thế giới này đã từng ở trong Kinh Thánh. Một người thì xin một trái tim biết nghe được đấng trên cao, còn một người thì xin rằng Thần Linh của Chúa luôn luôn đầy dẫy và ở cùng mình. Anh chị em có thấy có mối quan hệ nào ở hai cái lời cầu xin này không? Có đây. Có những mối quan hệ này. Nó cùng một góc cả. Nó cùng một góc cả. Đó. Đây là chuyện của cựu ước. Đây là chuyện mấy ngàn năm rồi. Và bây giờ thời Chúa Giêsu đến, thì Ngài nói với các môn đệ một câu chuyện ở trong Luca chương 11 câu 9 câu 13 mà nãy chị em đọc thuộc lòng đó. Bây giờ mình sẽ đọc lại câu chuyện này. Ta lại nói cùng các ngươi: hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai mở gõ cửa thì sẽ mở cho người đó. Đây là lời Chúa Giêsu nói. Chúa nói với ông bà chị em bà tôi, Chúa đang nói là hãy xin đi, hãy tìm đi, hãy gõ cửa đi. Đó là Chúa khích lệ chúng ta. Chúa khích lệ tất cả anh em mình đang ngoài đây, hãy có một cuộc sống tìm kiếm, hãy có một cuộc sống chủ động. Xin là một điều gì đó chúng ta đang chờ đợi một cách thụ động Đức Chúa Trời ban cho, phải không ạ? Nhưng tìm là một điều gì đó bắt đầu chủ động. Chúng ta bắt đầu nỗ lực, chúng ta bắt đầu đứng dậy khỏi giường mình, chúng ta bắt đầu bước ra khỏi vị trí của mình để hành động, các bạn nhé. Còn gõ cửa là gì? Gõ cửa là nói về một cái thái độ biết trọn lòng. À, tại sao tôi không gõ cửa đây mà tôi gõ cửa này? Tìm có nghĩa là tìm tất cả mọi phương, ở đâu tôi cũng tìm. Nhưng mà khi chúng ta trưởng thành đến mức độ gõ cửa đó, thì chúng ta biết nên gõ cửa nào. Anh gõ cửa. Anh chị, đây là cửa anh chị gõ gõ. Lời của Đức Chúa Trời là cửa chúng ta gõ. Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy xin, hãy tìm, hãy gọi. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta cầu xin. Nhưng tôi muốn để anh chị em câu cuối cùng mà Chúa Giêsu nói khi mình đọc hồi nãy. Sau khi Chúa nói một hồi rồi, thì có 13 Chúa bảo: vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con mình vật tốt thay, huống chi Cha ngươi trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho người nào cầu xin Ngài. Hỡi hội thánh, hãy suy ngẫm về câu kinh thánh để nhìn thấy những điều mà chúng ta muốn học hôm nay. Đầu tiên, Chúa khuyên chúng ta hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa đi. Xin tất cả mọi điều đi. Tìm tất cả những điều gì con muốn đi. Ví dụ chị Phương này, muốn xin sự chữa lành, hãy xin đi. Muốn tìm sự chữa lành, hãy tìm đi. Cô gái này muốn có sự khôn ngoan, hãy tìm, hãy gõ cửa đi. Cứ làm, thoải mái. Nhưng mà câu 13 Chúa chốt lại. Chúa chốt lại: Cha trên trời là đấng tốt lành. Anh chị em có amen điều đó? Cha trên trời là đấng sẽ ban điều tốt nhất cho con cái nào, amen điều đó? Và điều tốt nhất là Thánh Linh của Ngài. Trong cuộc sống chúng ta, tôi cũng như bạn chị em, thiếu gì xin đó, chắc chắn đó. Thiếu tiền xin tiền, thiếu sức khỏe thì sức khỏe, thiếu hạnh phúc xin hạnh phúc, thiếu vui mừng xin vui mừng, đúng là như thế. Nhưng anh chị em xin đủ thứ, nhưng Cha trên trời ban Thánh Linh cho anh chị em. Hiểu không ạ? Ôi Chúa ơi, con cần sự khôn ngoan, Chúa ban Thánh Linh cho anh chị em có sự khôn ngoan luôn. Ôi Chúa ơi, con đau quá, con cần sự chữa lành, Chúa giáng Thánh Linh xuống cho anh chị em thanh bình luôn. Anh chị em hiểu điều đó ạ? Ôi Chúa ơi, ma quỷ đang ức hiếp con, Chúa ơi, giải phóng giải cứu con, Chúa ơi, Chúa giáng Thánh Linh xuống cho anh chị em tự do luôn. Cảm ơn Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây.
anh chị em. Trong thời đại ân điển này, Đức Thánh Linh là nguồn ơn phước của chúng ta. Ngài là một hồ chứa đầy ơn phước của Đức Chúa Trời. Trong đó có tất cả mọi điều mà cuộc sống chúng ta cần. Cho nên tôi nhắc lại lời của nhà truyền đạo nói tiếp Ri Hạc Bông Kỳ. Ông nói thế này: sự thành công của Cơ Đốc nhân nằm ở một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ không thiếu gì cả. Không thiếu gì cả. Phải có đời sống đó, anh chị. Cho nên câu Kinh Thánh Luca chương 11 này, khi chúng ta nằm suy ngẫm lại cho nó thật là rõ ràng, thật là thấm vào trong lòng mình, thì chúng ta thấy rằng Cha trên trời trong tấm lòng của Ngài luôn luôn có chủ ý ban Thánh Linh cho con cái của Ngài. Luôn luôn. Anh chị em xin về thì xin, Chúa luôn luôn làm đầy dậy tấm lòng anh chị em bởi sự thâm quyến của Thánh Linh Ngài. Chúa luôn luôn đến khiến cho lòng anh chị em bắt đầu tràn ngập đức tin trước khi nhận sự chữa lành, tràn ngập sự vui mừng trước khi trỗi dậy từ giường bệnh của mình, tràn ngập sự khôn ngoan trước khi chị em có những quyết định khác. Tất cả những sự đó đến từ Thánh Linh của Chúa. Anh chị em ơi, trong thời đại này, như vừa trước tôi đã nói, tôi hỏi một vài chị em ngồi dưới rồi, ai là quyền lực nhất trên thế giới này? Có người thì nói giáo hoàng, có người thì nói Donald Trump, có người thì nói Vladimir Putin, phải không ạ? Nhưng anh chị em ạ, quyền năng nhất trên đất này bây giờ là Đức Thánh Linh. Ngài làm tất cả mọi điều. Ngài thay đổi đất nước, Ngài chữa lành người ta, Ngài làm cho người chết sống lại, người bệnh tật được lành mạnh, cho những gia đình đổ vỡ được hàn gắn, cho những con người kém khôn ngoan trở thành khôn ngoan, cho những người nghèo thiếu trở thành giàu có, cho những người yếu đuối trở thành mạnh mẽ. Đất nước này suy đồi, Chúa làm cho đất nước này trở nên hùng cường vĩ đại. Amen. Tất cả là công việc của Đức Thánh Linh. Ngài không vĩ đại là ai vĩ đại anh chị? Cho nên anh chị em ạ, đấng vĩ đại đó, Chúa Giêsu nói rằng bây giờ mình sống trong lòng của anh chị em. Ngài trong lòng, Ngài trong anh chị em. Anh chị em đi ngủ, Ngài đi ngủ cùng. Anh chị em ăn, Ngài đi ăn cùng. Anh chị em đi làm, Ngài đi làm cùng. Anh chị em ngồi cầu nguyện, Chúa ở cùng. Kinh Thánh chép rằng ta ban Đức Thánh Linh để ở với các con đời đời. Đó là lý do tại sao một vị vua giàu sang, quyền quý, đầy năng lực như David, khi ông phạm tội xong và ông nói lạy Chúa đừng cất Thánh Linh ra khỏi con. Ông biết rằng Đức Thánh Linh là quý nhất. Ông biết rằng thần của Đức Chúa Trời là lý do để ông ngồi được ở ngôi vua hôm nay. Ông biết rằng tại sao ông từ một người chăn cừu mà bây giờ trở thành vị vua hung cương của Israel là nhờ thần của Đức Chúa Trời cảm động ông khi tiên tri Samuel sức dầu trên đầu ông. Ông biết điều này. Tôi mong ước tất cả hội thánh mình ngày hôm nay nhận ra một lẽ thật rằng Đức Thánh Linh là quý nhất trong mọi gia sản của Đức Chúa Trời dành cho mình. Ngài quý hơn nhà lầu xe hơi, Ngài quý hơn tất tần tật những gì anh chị em đang tìm kiếm trên đất này. Anh chị em hãy có đầy dạy Đức Thánh Linh. Tại sao Đức Thánh Linh là quý? Tại sao vậy? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ điều đó? Nãy giờ mình nói là quý vì Ngài giúp đỡ mình cho mình được thế. Nhưng có một điểm cốt lõi mà chúng ta muốn phân tích hôm nay để cho anh em gieo vào trong lòng mình rằng Đức Thánh Linh là quý nhất. Đó là hai câu kinh thánh mà tôi đọc cho anh chị em nghe lúc thờ phượng đó. Phàm ai uống nước này sẽ còn khác nữa, nhưng uống nước ta sẽ cho sẽ không còn khác. Nước ấy trở nên một mạch nước trong lòng văng ra cho đến sự sống đời đời. Giăng chương 4 câu 13. Đó là khi Chúa Giêsu nói chuyện với người thiếu phụ Samari, Ngài đang bày tỏ về một sự mầu nhiệm của sự tái sanh, mầu nhiệm của một con người trong thời đại ân điển là thời đại chúng ta. Mầu nhiệm đó là dòng nước sống của Đức Chúa Trời sẽ ở trong tâm lòng con người. Amen. Anh chị em,
ngày xưa đó, khi ông bà mình làm nông, khi mà đi mua ruộng, đi mua đất ấy, đi mua đất để mà làm trồng bắp, trồng lúa hay là trồng cây ăn quả hoa màu, ông bà mình hay chọn cái đất mà là có cái con suối chảy qua, có đúng không? Tôi cũng là nông dân, ông bà tôi ngày xưa cũng vậy, luôn luôn tìm ở một mảnh đất này tốt vì nó có con suối đi ngang qua. Con suối đó sẽ khiến cho đất trở nên màu mỡ, con suối đó khiến cho cây trồng trở nên không bao giờ héo úa quanh năm, con suối đó làm tưới và làm cho đất tươi sắp liên tục không phải hạn hán. Anh chị em, Đức Thánh Linh là con suối trong cuộc đời của anh chị em. Đức Thánh Linh là mạch nước luôn luôn chảy trong tấm lòng của anh chị em và nó vân ra được mọi lĩnh vực trên đời sống: sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc gia đình, niềm vui, sự bình an, sự thịnh vượng, con cái hậu tử. Sự sống này nó vân ra và nó ảnh hưởng đến điều đó. Nếu con suối của anh chị em khô cạn thì nó vân điều gì anh chị em? Chẳng có điều gì vân ra. Nếu con suối của anh chị em không còn chảy nữa thì đó là lúc mà đời sống chúng ta cảm thấy đi lên đi xuống bóng với khô hạn, đau buồn, buồn rầu. Cái miệng lúc nào cũng nói lời lầm bầm, cái mặt lúc nào cũng dài như cái bánh bột, không bao giờ chúng ta có được sự tươi mới, có phải không chứ? Nhưng mà nếu như mạch suối trong lòng của chúng ta tuôn chảy, tôi nói cho em đó, người ta sẽ nói ông này phải đi bệnh viện chứ, tại sao chẳng có chuyện gì ông cứ cười mỉm suốt ngày, phải không? Nó vui mà không biết vui vì đâu, tôi muốn nhảy múa mà không biết lý do nào sao mới nhảy nữa, bởi vì dòng suối trong lòng anh em đang rèn. Đó là sức mạnh của chúng ta. Kinh Thánh chép niềm vui mừng là sức mạnh của chúng ta. Anh chị em có muốn luôn luôn vui mừng không? Hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Amen. Đầy dạy Đức Thánh Linh khiến cho nụ cười của anh em đẹp vô cùng. Thở cho bạn khói ngắm luôn, cho bất kỳ lúc nào cũng tươi. Đó là người đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhưng cặp mắt anh chị em sáng rực. Chú cho tôi cái phần biệt tự nhiên cặp mắt người nào mà có cầu nguyện nhiều đầy dạy Thánh Linh tôi biết rồi. Còn cái người nào mà cặp mắt lờ đờ 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 là hồi tối thức khuya bán điện thoại. Cho nên khi chúng ta tương giao với Chúa, sự sáng của Ngài chiếu trên chúng ta, sự sống của Ngài chảy trên chúng ta và nó bày tỏ ra khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười lòng nó. Đó chứ. Cho nên Đức Thánh Linh là quan trọng bởi vì Ngài là nguồn sự sống. Và một câu tiếp theo là trong trang 37 là gì? Ngài là những dòng sông sự sống tuôn chảy cuộn trào. Hồi nãy thì Chúa đang nói về mạch nước, còn bây giờ nói về dòng sông. Mạch nước là để nuôi dưỡng đời sống mình, còn dòng sông là để ảnh hưởng người khác. Các bạn nhé, anh em nhìn cái sông Sài Gòn chảy khắp mọi nơi. Thành phố Hồ Chí Minh này mà thiếu sông Sài Gòn là chết khác hết, chắc luôn. Thiếu sông Đồng Nai là tiêu liền. Sông đó nuôi dưỡng thành phố này, sông đó khiến cho chúng ta bắt vào nước lúc nào cũng cả nước chảy, phải không? Sông đó chảy đến mọi ngóc ngách, khiến cho dân Lái Thiêu, dân Củ Chi, con cái mà tưới mà trồng mà có hoa quả chúng ta ăn ngắm á. Cho nên nếu đời sống chúng ta mà tràn đầy thần linh của Chúa, tôi đã nói về phép bắt tay vào Đức Thánh Linh. Khi thân của Ngài ngự xuống trên, khi thân của Ngài làm đầy dậy và tuôn chảy, khiến anh em cuộn trào, khiến lời của anh em phải văng ra, khiến anh em phải giảng phúc âm. Lúc đó là lúc anh em đang nuôi dưỡng sự sống của những người. Thần đó sẽ vận hành của anh em. Anh em đặt tay lên người ta được lành bệnh. Anh em chúc phúc cho người nào, người đó được phước. Anh em nói những lời lành cho người nào, cuộc đời người đó được thay đổi. Điều đó sao? Bởi vì những con sông của anh em bắt đầu phóng trên người. Khi một con sông mà nó tẻ nhắn đi đến cái vùng đất nào thì vùng đất đó bắt đầu sao ạ? Màu mỡ. Có phải không? Bây giờ con sông Sài Gòn nó đang đi thế này, nếu mà ai đó bắt đầu đào một cái kênh cho nó chảy vào vùng đất này, màu mỡ lên. Anh chị em, Chúa không chỉ muốn anh chị em có mạch nước đâu, Chúa muốn anh chị em là những dòng sông. Dòng sông của Đức Thánh Linh. Dòng sông đó là biến đổi cộng đồng, làm sông đó là biến đổi những hội thánh. Mùi lạnh, dòng sông đó có thể chữa lành những cuộc đời đang đau đớn. Dòng sông đó có thể cột trói ma quỷ để cho người khác được tự do.
dòng sông đó có thể biến một doanh nghiệp sắp phá sản trở thành thành vượng. Amen. Anh em, điều đó là có. Cho nên trên Đức Thánh Linh là quan trọng nhất trong niềm tin của chúng ta, trong đức tin của chúng ta. Đức Thánh Linh là chìa khóa của mọi sự. Anh em muốn gì hãy cứ đợi dậy Thánh Linh. Có hay tất cả ở trong Ngài. Anh em muốn chính ân tứ của Đức Thánh Linh phải không? Đừng tìm chính ân tứ, tìm chính đấng ban chính ân tứ. Anh em nhớ tìm trên chính ân tứ. Tôi thấy các người bảo với họ, Chúa cho con ân tứ này ân tứ kia, khỏi xin. Chúng ta xin cho đầy dậy cái tấm mà có tất cả ân tứ. Thế là anh em có hay không? Xin có sẵn luôn. Tất cả muốn có ơn nào có ơn đó. Amen chứ. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Linh là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu nói ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu ta không đi, đấng an ủi sẽ không đến. Chúa Giêsu ở lại thì quá sướng đi chứ. Nhưng mà Chúa nói ta đi là ích lợi. Ta đi khiến cho các con có thể trải nghiệm được một thiên đàng trên đất này nó không mọi nơi. Đó là khi Đức Thánh Linh đầy dậy lòng được. Cho nên thần của Đức Chúa Trời là nguồn sự sống. Đó là lý do tại sao mà nãy giờ tôi nói Ngài là quan trọng để cho anh chị em mình. Bây giờ anh chị em, làm thế nào để chúng ta duy trì mỗi thân công và một đời sống đầy dậy Thánh Linh? Nãy giờ anh chị em có thích là mình được đầy dậy Thánh Linh không? Thấy không? Nãy giờ nghe thấy là ui mình phải cần Thánh Linh không? Nếu mà anh chị em amen có nghĩa là tôi thành công được 50% rồi. Để khích lại đời sống anh chị em tìm kiếm và thông công với Ngài. Còn nếu anh chị em không amen thì nãy giờ tôi nói thất bại hết rồi. Anh chị em có amen không? Bắt đầu tìm kiếm Thần Linh của Ngài. Tôi thành công 50% rồi. Bây giờ còn 50% nữa đây. Làm thế nào để cho chúng ta duy trì đời sống? Tôi biết anh chị em ở đây rất yêu Chúa. Hội thánh nhà muôn dân này đi trong sứ mạng mà Ngài dành cho phải là một hội thánh đầy dậy Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không đầy dậy Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ làm trò hề cho thiên hạ thôi. Anh chị em, chúng ta phải là người đầy linh, đầy lời, đầy của cải và thịnh vượng mọi mặt để biến đổi sao này này. Biết đổi những con người đến đây vì họ cần Chúa của chúng ta. Amen. Nếu Chúa chúng ta yếu đuối, họ không cần. Phải không? Nếu đời sống chúng ta mà lên sập xuống, họ không cần. Họ cần bởi vì họ thấy trong chúng ta có một Đức Chúa Trời vĩ đại. Amen. Amen. Cho nên chị em ơi, làm thế nào để mình duy trì được một đời sống kết nối với Thánh Linh, đầy dậy Thánh Linh, lại là bí quyết. Anh chị em hãy mở cùng tôi trong Khải Huyền chương số 3. Không ạ, Khải Huyền chương số 3 câu 20 đến câu 22. Tôi đọc cho anh chị em nghe bí quyết này. Nếu chúng ta lãnh hội được điều này, anh chị em bắt đầu có một sự tăng trưởng trong tâm linh của mình một cách riêng tư với Chúa. Tôi đang nói về đời sống cá nhân. Cá nhân chúng ta có mạnh mẽ và đầy dậy thì hội thánh mới mạnh mẽ và đầy dậy. Mỗi một anh em mình phải là người có tấm lòng lắng nghe như Solomon có. Mỗi một anh em mình phải là người khát khao Đức Thánh Linh bậc nhất như David có. Mỗi một anh em mình phải đánh giá cho đúng tầm quan trọng của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Đó là Ngài là nguồn sự sống của chúng ta. Thiếu Ngài là chẳng hết. Thiếu Đức Thánh Linh thì chúng ta trở thành những người hoạt động tôn giáo rất tích cực. Chẳng có gì khác đâu. Phải có thần linh sự sống. Còn nếu không, chúng ta khác gì tôn giáo nào tôn giáo kia. Tôi nói thiệt với anh em chứ, vào những tôn giáo khác ngồi nghe họ giảng cũng ngã té ghế luôn. Không phải đơn giản đâu, họ giảng hay lắm, mùi mẫn luôn, lý thuyết tuyệt vời luôn. Nhưng mà họ không có sự sống. Còn anh em mình có sự sống. Amen. Phải không? Anh em mình được Chúa đụng đến một cái, cuộc đời biến đổi luôn. Không cần phải tu 30 năm, không cần phải vô núi ngồi cho nó gọi là lũng cả vách na đá rồi mới biến đổi. Lúc đó chết khô xương rồi, không cần biến đổi. Chúng ta chỉ cần Chúa đụng đến một cái, đừng nói luôn. Đó là điều khác biệt của phúc âm Đấng Christ. Cho nên chị em ơi, phải có một đời sống đầy dậy Thánh Linh.
Và bây giờ có đọc câu Kinh Thánh này cho em nghe nha. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Đây là hai ba câu Kinh Thánh mà chúng ta cần chú ý giờ này. Trong ba câu Kinh Thánh này chứa đựng một lẽ thật quan trọng, quan trọng về mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa. Anh chị em có nhớ khi mình đọc Phúc Âm, sau khi Chúa Giêsu giảng một hồi xong thì Chúa hay kết thúc câu là ai có tai mà nghe hãy nghe. Để thấy không, chỗ nào Chúa cũng nói ai có tai mà nghe hãy nghe. Bây giờ anh chị em thử tưởng tượng đây, bộ 5-7 ngàn người đó họ cụt hết tay rồi hay sao mà Chúa cứ phải nói ai có tai mà nghe hãy nghe? Hay là họ bị phẫu thuật bịt hết rồi, hay lỗ nhĩ của họ bị lủng hết rồi? Đâu có. 5-7 ngàn người đó cãi lộn rồi đủ thứ linh tinh hết, nói cái gì cũng nghe hết mà. Họ tay họ rất thính các bạn. Thậm chí khi ông người mù Ba-ti-mê nói con đã biết ơi thương xót con, họ còn đến rồi nói im cái mồm đi, la gì mà la to thế. 5-7 ngàn người đó có lỗ tai rất thính, tôi đảm bảo với chị em là rất thính. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu cứ nói ai có tai mà nghe hãy nghe? Chúng ta phải suy nghĩ về điều này. Phán chị, anh chị em có tin rằng lời của Chúa là linh và sự sống không? Tất cả lời Chúa đều là linh và sự sống. Cho nên khi Chúa nói ai có tai mà nghe hãy nghe, Chúa đang nói rằng ai có tai thuộc linh mà nghe hãy nghe. Con người chúng ta có hai cái tai, là hai cái tai này, nhưng nó còn hai cái tai nữa mà mắt mình không thấy. Hai tai đó nó ẩn vào con người bên trong. Bởi vậy cho nên khi Chúa Giêsu giảng, ngài luôn luôn nói ai có tai mà nghe hãy nghe. Chúa giảng xong một câu chuyện ngủ ngon rồi, các môn đệ đến nói với Chúa, lạy Chúa, ngài nói gì cũng chẳng hiểu gì cả. Thì Chúa bắt đầu giảng giải phân tích lại, thì lúc đó họ mới thật sự nghe. Còn trước đây á, họ chỉ nghe âm thanh thôi, cho họ không nghe ý nghĩa, họ mới nghe được trong linh của mình. Câu chuyện mà anh chị vừa đọc, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta thì mở cửa cho. Chúa đang nói về linh, Chúa đang nói tấm lòng của chị. Chúa có thể đến với chị bất kỳ lúc nào. Chúa đang khuấy động tâm linh của chị. Chúa đang cho chị một tín hiệu, con ta muốn vào ăn tối với con. Liệu anh chị em có nghe không? Hay lúc đó mình đang bận bấm điện thoại, hay lúc đó đang bận trò chuyện, hay lúc đó đang bận điều này, bận điều kia, hay lúc đó cái lỗ tai mình đang nghe điều gì? Cho nên Chúa Giêsu nói, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta thì mở cho, ta vào với người đó và ăn bữa tối với họ. Cái thiếu sót của đời sống cơ đốc ngày hôm nay của chúng ta, đó là khả năng nghe được sự mời gọi của Chúa để bước vào mỗi thông công thân mật với ngài mỗi ngày. Đó là thiếu sót. Chúng ta có thể làm đủ thủ tục, ôi lạy Chúa, sáng nay con đủ 15 phút cầu nguyện, lạy Chúa, con đã đọc xong 20 phút kinh thánh, con đã hát cho Chúa 3 bài rồi, xong thủ tục của con hôm nay nhé Chúa, chào tạm biệt con đi làm. Có thể chúng ta sống đời sống như thế. Nhưng anh chị em, đó không phải là đời sống mật thiết với Đức Thánh Linh. Đó không phải là đời sống mà Đức Chúa Giêsu mong đợi ở mọi chúng ta. Đời sống mà Chúa Giêsu mong đợi ở mọi chúng ta là ngài là chủ, chúng ta là tớ. Ngài là chàng rể, chúng ta là con dâu. Và trong ý nghĩa đó, ngài mong đợi một sự trò chuyện thân mật với chúng ta mỗi ngày. Nhưng phía chủ động phải là Chúa chứ không phải chúng ta. Anh chị hãy nhớ chi tiết này. Phía chủ động là Chúa. Chúa có thể đến gõ cửa lòng anh chị em 2 giờ đêm, anh chị em có thức dậy không? Chúa có thể gõ cửa anh chị em lúc 5 giờ sáng, anh chị em có ra khỏi chăn của mình không?
Chúa có thể đến gõ cửa cho anh chị em lúc anh chị em đang làm việc. Anh chị em có tạm ngưng công việc của mình không? Đó là những câu hỏi cực kỳ nghiêm túc phải trả lời. Nếu anh chị em ao ước đời sống mật thiết với Thánh Linh, thì tôi chia sẻ cho anh chị em bí quyết này. Chúa có thể gõ cửa chúng ta bất cứ nào. Và người nào nghe được, không phải ai cũng nghe được đâu nha anh chị em. Người nào nghe được, đáp ứng, vâng lời, trả lời, được bước vào mọi thông công, thì Chúa bảo rằng Chúa sẽ ăn tối với người đó. Anh chị em phải hiểu ý nghĩa ăn tối này. Bữa ăn ở trong thông tục của người Do Thái và người Đông Phương ấy, bữa ăn nó nói lên cái giao ước. Anh chị em đọc sẽ thấy ai muốn ký giao ước gì cứ dọn ăn bữa đó rồi ký xong. Ăn là giao ước, ăn là một sự kết nối, ăn cùng nhau là một sự thân mật, ăn cùng nhau là một sự kết ước tin tưởng. Người nào mở tấm lòng mình một cách phù hợp với lúc Ngài gọi, Chúa có giao ước với người đó. Mà khi Ngài có giao ước với người đó, thì Ngài hỗ trợ người đó, Ngài đồng công với người đó, Ngài đồng hành với người đó trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúa nói, kẻ nào thật ta sẽ cho ngồi trên ông ta. Anh chị em ạ, trong cuộc sống không dễ gì mình có được câu kinh thánh Khải Huyền 3:20-22 đâu. Rất khó. Thế gian nó, tất cả mọi điều xác thịt nó cũng nói, ma quỷ nó cũng nói, con người cũng nói, tất cả điều đổ ập trên cuộc đời của chúng ta đầy dậy những âm thanh, đầy dậy trong tư tưởng chúng ta hàng ngàn loại âm thanh. Làm sao chúng ta biết âm thanh nào từ Chúa? Làm sao chúng ta phân biệt được tiếng gõ này của Chúa mà không phải là của Satan, không phải là của người hàng xóm, không phải là của bạn bè, không phải là của cảm xúc, không phải là của xác thịt? Anh chị em, câu trả lời là không có cách gì phân biệt, chỉ có một cách duy nhất, đó là mình phải được rèn luyện qua thời gian. Chim ta thì nghe tiếng ta. Con coi nó vừa đem con mèo về, tôi chẳng dạy con mèo một lời nào, nhưng mỗi ngày tôi ở bên nó cho nó ăn vuốt ve nó, giờ kêu mèo nghe chạy lại liền. Kêu mèo ấy chạy lại liền. Con dê, con bò, anh chị em nuôi, tôi đã từng nuôi bò rồi tôi biết. Mới bò đem về hôn nó xịt bụi lung tung, nhưng mà vuốt ve nó cho ăn, nói chuyện với nó vài hôm kêu một tiếng lại chạy lại liền. Và cuộc sống chúng ta với Chúa cũng vậy. Anh chị em muốn nghe tiếng Ngài, hãy dành thời gian ở với Ngài. Đó là cách duy nhất. Hãy dành thời gian ở riêng tư với Ngài, một cách tĩnh lặng với Ngài. Và anh chị em bắt đầu xuất hiện bên trong một cái khả năng. Khi Ngài gõ cửa anh chị em biết, anh chị em sẽ thấy trong tâm linh mình có một sự sao động. Anh chị em sẽ thấy trong tâm linh mình có một dấu hiệu và biết rằng Chúa đang muốn trò chuyện với mình. Anh chị em đừng bỏ lỡ những dấu hiệu đó. Tôi đọc cho anh chị em một câu chuyện rất hay trong một cái sách mà chúng ta ít khi giảng. Anh chị em có bao giờ thấy người ta giảng sách Nhã Ca chưa? Ít đúng không? Sách Nhã Ca ít quá. Bây giờ hôm nay mình sẽ giảng chút về sách Nhã Ca. Nhã Ca chương 5 câu 2 đến câu 7. Tôi sẽ đọc bản Kinh Thánh 2011, bởi vì bản này tôi thấy nó dịch dễ hiểu hơn, trong sáng hơn, đọc nó tình cảm hơn. Còn cái bản truyền thống thì có vẻ nó hơi cứng nhắc, cho nên tôi sẽ đọc cái bản 2011 cho nghe nha. Nhã Ca chương 5 câu 2 đến câu 7. Tôi ngủ nhưng tim tôi thức, hãy lắng nghe, phải chăng người yêu của tôi đang gõ cửa? Hãy mở cửa cho anh vào, hỡi em gái của anh, em yêu của anh, bồ câu của anh, người đẹp toàn bích của anh. Đầu anh đã đẫm ướt hơi sương, tóc anh đã thấm giọt sương đêm. Tôi đã cởi áo ngoài và đã thay đồ ngủ, lẽ nào bây giờ tôi thay đồ trở lại sao? Tôi đã rửa sạch chân rồi, lẽ nào tôi để chân bị bẩn trở lại sao? Người yêu của tôi thò tay vào lỗ cài then cánh cửa, lòng tôi cảm động và thương chàng biết bao. Tôi trỗi dậy mở cửa cho người yêu của tôi, mọc dược từ bàn tay tôi nhỏ giọt, mọc dược từ ngón tay tôi làm ướt đẫm then cài. Tôi mở cửa cho người yêu của tôi, nhưng người yêu của tôi đã bỏ đi rồi, chàng đã đi mất rồi. Khi nghe tiếng chàng nói, lúc ấy tôi như kẻ mất hồn,
Bây giờ tôi đi tìm cha, nhưng tìm hỏi không gặp. Tôi cất tiếng gọi cha, nhưng chẳng nghe cha đáp lời. Anh chị em đã tin lời của Chúa là linh và sự sống không? Chúa đang nói về mối quan hệ của Ngài với họ thân là chúng ta. Chúa có thể đến với trái tim chúng ta bất kỳ lúc nào, đêm khuya. Có thể đến cái lúc mà anh chị em không tiện để cầu nguyện. Có thể đến cái lúc mà anh em không tiện để đọc kinh thánh. Có thể ngày đến cái lúc mà anh em không còn tiện để thờ phượng Ngài. Như câu chuyện này, tôi đã thay đồ rồi, đi ngủ rồi, chân tôi đã rửa xong rồi, sức dầu thơm rồi, lên giường rồi. Thì lúc đó Ngài gọi con. Lúc đó Ngài nói: người yêu ơi, em gái của anh ơi, em yêu của anh ơi, bồ câu của anh ơi, mở cửa. Lúc đó Chúa gõ cửa trái tim chúng ta. Chúa sẽ nói: con, ta muốn tương giao với con, ta muốn trò chuyện với con, ta có nhu cầu cần con. Có thể Chúa cần anh em cầu thay cái một điều gì đó đang xảy ra trên thế giới vào lúc 2 giờ sáng, nhưng mà anh em nói: Chúa ơi, con buồn ngủ quá. Và người đó đã chết đời đời. Anh em có tưởng tượng điều đó không? Có thể anh em đang rửa bát rửa chén và Chúa Thánh Linh đến gõ cửa: con ơi, ta muốn con cầu thay cái điều này, tôn giáo và thờ phượng ta. Nhưng mà anh em có thể không? Để rửa xong cái đống bát này đã rồi giải quyết xong. Khi anh em rửa xong rồi, trở lại sự sức dầu biến mất. Anh em cầu nguyện như bốn bức tượng, anh em cầu nguyện sẽ khó khăn, nhớ thấy đó. Nhưng người yêu của tôi đã bỏ đi rồi, chàng đã đi mất rồi. Khi nghe tiếng chàng nói, tôi như kẻ mất hồn. Bây giờ tôi tìm chàng, nhưng tìm hồi không gặp. Tôi cất tiếng gọi chàng, nhưng chàng đáp lời. Anh chàng có kinh nghiệm điều này trong đời sống mình không? Có những lúc chú gọi mình không chịu cầu nguyện, mình hẹn chú ơi nửa tiếng nữa con trở lại, nửa tiếng nữa khô như ngói, và anh em không hiểu tại sao. Anh chị em à, Chúa là chủ của chúng ta, Chúa là cha rể của chúng ta, Chúa là tình yêu của chúng ta, Chúa là chủ nhân của tấm lòng chúng ta. Anh chị em không thể nói rằng hẹn ngày năm tháng sau không. Anh em không thể nói là ngày mai thưa Chúa không. Anh em không thể nói là một phút nữa Chúa không. Chúa muốn bây giờ. Amen. Bây giờ. Anh chị em, bí quyết của một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh là đừng bao giờ làm buồn lòng Ngài, dù một giây đồng hồ. Dù một giây. Đó là điều anh chị em cần lãnh hội hôm nay. Anh chị em ơi, hãy tôn kính Chúa, hãy kính sợ Chúa, hãy yêu Ngài. Có những lúc không phải chúng ta đến với Chúa để xin điều này điều kia, không. Có những lúc không phải chúng ta cần Chúa mới đến với Ngài: Chúa ơi, cho con cái này, cho con cái nọ, không. Có những lúc Chúa cần chúng ta chỉ ngồi với Ngài. Anh chị em đã từng có người yêu chưa? Các ai có người yêu ở đây không? Đã từng yêu đương chưa? Có những lúc không phải đến với người yêu mình để nói cái này nói cái kia, không. Ngồi với nhau thôi cũng đã thấy thỏa lòng. Amen chị em. Tôi nghĩ là anh chị em biết điều đó quá rõ đi chứ, tôi cũng biết rồi, đúng không? Chúa chúng ta cũng vậy. Có những lúc này cần chúng ta ngồi với Ngài, nói những tiếng nhỏ nhẹ: Chúa ơi, con yêu Ngài, con muốn thờ phượng Ngài là tất cả của trái tim con. Có những lúc 1 giờ sáng Ngài muốn nghe câu đó từ anh em thì sao? Anh em có đáp ứng không? Anh em có thức dậy không? Anh em có ra khỏi chân của mình không? Anh em có vào phòng cầu nguyện đóng cửa lại không? Hay là chúng ta lăn một cái ngủ tiếp đến 5 giờ sáng? Anh chị em, sự cứu rỗi là miễn phí, thoát khỏi địa ngục là miễn phí, nhưng làm bạn với Đức Chúa Trời là cái giá của nó. Anh chị em hãy nghe tôi đi. Để làm bạn với Đức Chúa Trời, để được thân mật với Đức Chúa Trời, để được mặc thiết với Đức Chúa Trời, để được sống trong năng quyền sức mạnh của Ngài, để được hiểu Ngài, biết Ngài, để được thỏa lòng nơi Ngài. Anh chị em à, có cái giá của nó, có giá. Tôi nghĩ rằng Nhã Ca chương 5 câu 2 đến câu 7 là một đoạn kinh thánh tuyệt vời để nói về điều này.
Ngài đến với chúng ta. Nhưng anh chị em đừng đánh mất cơ hội đó. Tôi không quan trọng anh chị em mới tin Chúa hay là tin Chúa lâu. Đừng nghĩ rằng tôi mới tin Chúa cho nên chắc Chúa không có nhu cầu. Không, Chúa chọn anh chị em từ trước khi sáng thế. Không phải anh chị em đến hội thánh tin Chúa tuần trước có nghĩa là anh chị em mới có đây. Không, Chúa đã yêu và chọn anh chị em từ trước khi sáng thế để thông công với con Ngài. Chúa Thánh Linh cũng sẽ đến với anh chị em, không phân biệt mới con. Điều quan trọng là anh chị em có đáp ứng với tiếng gọi của Ngài hay không. Amen chứ. Chúa rất yêu chúng ta. Trong kinh nghiệm cá nhân tôi thấy Chúa yêu chúng ta hơn tất cả mọi lời có thể diễn tả trên đời này. Khi anh chị em ngập chìm trong tình yêu của Ngài, anh chị em sẽ không màng bất cứ một thứ gì trên đời này. Tất cả đều là rơm rác hết, tất cả đều là vất vả. Anh chị em chỉ cần có Ngài là đủ để đời sống của chúng ta. Tôi tin chắc một điều là nếu lòng anh chị em đủ khát khao, nếu lòng anh chị em đủ nhận thức được hôm nay chúng ta đang chia sẻ đây, và anh chị em nói với Chúa rằng lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng cả trái tim con, hãy đến với con Chúa, hãy tỏ cho con biết Ngài Chúa, hãy cho con lắng nghe được tiếng Ngài Chúa. Không chống thì chạy, không phải chờ đợi lâu lâu, linh của anh chị em bắt đầu kết nối với chính Chúa. Anh chị em sẽ bước vào mỗi thông công thân mật đó. Anh chị em sẽ bắt đầu có một đời sống đầy tròn với Đức Chúa Trời mà trước đây mắt anh chị em không thấy, tay anh chị em không rờ, nhưng ngày hôm nay trái tim anh chị em chạm được với Ngài. Con người bên trong anh chị em có tay cả chân cả mắt không? Chúa đang muốn thân mật với con người bên trong của anh em. Anh em sẽ thấy, anh em sẽ biết tiếng Ngài rõ ràng, anh em sẽ nghe được Ngài một cách chính xác, anh em sẽ biết được rằng tình yêu của Ngài là lớn đến dường nào và sự hiện diện của Đức Chúa Trời là thỏa lòng và ngọt ngào đến mức độ nào. Anh chị em sẽ biết điều đó. Đó là lý do tại sao trong Thi Thiên 63 ông David ông nói lạy Chúa giữa một đất khô khan cực nhọc, con mong mỏi về Chúa mỗi sáng sớm, con tìm cầu Ngài, linh hồn con đeo theo Ngài, bởi vì sự nhân từ Ngài quý hơn mạng sống của con. Anh chị em thấy không ạ? Không phải là ngẫu nhiên, không phải ông David này ông mất bình thường. Tại sao vàng bạc trong bóng ngôi cao địa vị, nhiều hầu nhiều vợ ông không thích, mà ông thích cái điều là ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Anh chị em, bởi vì trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, anh chị em nếm được cõi đời đó bình an, vui mừng, thỏa lòng, mãn nguyện, khỏe mạnh, tươi vui. Và đó là ý nghĩa của đời sống chúng ta thưa anh chị em. Tôi kết lời cáo và thánh, không riêng gì là ai, hãy bắt đầu có một đời sống lắng nghe Chúa. Ví dụ như tôi đang đi mỗi ngày từ sáng, anh chàng biết tôi làm gì? Trong tâm tôi luôn luôn nói Chúa, hãy phán cho con một lời, Chúa nói với con điều gì? Lạy Chúa, con sẵn sàng nghe Ngài Chúa. Chúa ơi, con sẵn sàng cảm tạ Chúa. Anh chị em hãy giữ thái độ đó bất cứ lúc nào. Anh chị em thấy mà, tôi ngủ nhưng tim tôi thức, tôi ngủ nhưng linh tôi thức, tôi ngủ nhưng lòng tôi thức, Ngài sẽ đến với linh của chúng ta để đưa chúng ta vào mối thân mật với Ngài. Amen chị em. Anh chị em bây giờ có biết làm thế nào để sống một đời sống thân mật và đầy dậy Thánh Linh chưa? Biết chưa? Hãy bắt đầu lắng nghe Chúa, hãy bắt đầu tôn kính Ngài, trân trọng Ngài, hãy bắt đầu trân quý từng giây phút khi Ngài gõ cửa chúng ta. Hãy như một đứa nhỏ chờ mẹ mình đi chợ về. Ngày xưa anh em chờ mẹ đi chợ về, có cái bịch đậu hũ và bịch chè, anh em thấy chợ không biết bạn về lúc nào, chờ vâng cái chạy ra lấy bịch đậu hũ mở ra uống có bạn. Hãy chờ Chúa như vậy đó. Hãy chờ Chúa như người lính canh mà chờ buổi sáng đấy. Hãy chờ Chúa như là
một cái điều gì đó con khao khát nhất trong cuộc đời mình, lạy Chúa, con ngồi đây và con khao khát sự hiện diện thánh huyết của Ngài, lòng con mơ tưởng Ngài, ước ao Ngài. Hãy nói điều đó. Chúa đến với những người đó, Ngài nói rằng ai tìm ta và tìm ta hết lòng sẽ được gặp ta. Amen. Tôi muốn hỏi thánh chúng ta giờ này, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cùng tôi, hãy cầu nguyện hiệp một với tôi. Hãy nói với Chúa rằng lạy Chúa, cho con một trái tim biết lắng nghe. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con khao khát một trái tim biết lắng nghe. Khi Ngài phán, hãy cho con biết rằng đó là Ngài phán với lòng con. Khi Ngài gõ cửa tâm linh con, hãy cho con biết rằng đó là Ngài gõ cửa và giúp con mở cửa mời Ngài. Anh em hãy cầu nguyện điều đó. Tôi biết Chúa ở đây, sự sức giàu Ngài đang ở đây, và Ngài muốn hỏi chúng của Ngài cầu nguyện như vậy trong trái tim của bạn giờ này. Hãy cầu nguyện đi chị, hãy cầu nguyện, hãy bắt đầu cầu nguyện, hãy nhắm mắt mình lại, hãy hướng lòng về Chúa, hãy nói với Chúa, lạy Chúa, hãy giúp con lắng nghe, hãy cho con một trái tim lắng nghe, hãy giúp con nghe được tiếng Ngài, hãy giúp con nhận dạng ra tiếng của Ngài, hãy giúp con có thể thân mật với Ngài, hãy giúp con có thể mở cửa với Ngài, hãy giúp con nhận ra khi Ngài phán với lòng con và đừng chậm trễ, thưa Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah, Chúa. Hallelujah, Chúa. Hallelujah, Chúa. Con biết Ngài yêu chúng con. Con biết Ngài khao khát chúng con cũng như chúng con khao khát Ngài. Oh, hallelujah, Chúa. Hallelujah. Cha ơi, Cha yêu quý của chúng con. Hallelujah. 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 Hãy khao khát Ngài thưa Cha. Hãy khao khát Ngài, hãy khao khát tôi của Chúa. Hãy khao khát Ngài, hỏi những người đang khao khát làm bằng với Ngài. Hãy khao khát Ngài, những Chúa bao giờ cùng khao khát. Chúa đang ở đây với chúng ta giờ này. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Chúa. Ông ca thánh chúng ta đồng tuyên dạy. Kính kiền trước mặt Ngài. Và trong đời sự thâm biến của Ngài trên cá nhân của chúng ta. Anh chị em ơi, chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Và trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta được Ngài thâm biến. Sự thâm biến của Đức Thánh Linh khiến đức tin anh em tăng trưởng, khiến tâm linh anh em được nuôi dưỡng, khiến con người bề trong của anh em được xây dựng. Anh em hãy hướng lòng về Ngài. Tất cả anh em chúng ta hãy hướng lòng về Ngài. Hướng lòng về Ngài. Hướng lòng về Ngài. Hướng lòng về Ngài. Và nói rằng lạy Chúa ơi, thăm viếng con. Lạy Chúa ơi, thăm viếng con giờ này. Anh em hãy khao khát điều đó đi. Tôi tin rằng Thánh Linh hôm nay là một điều đặc biệt trong hội thánh của Ngài, để cho anh em biết được thế nào là sự thăm viếng của Chúa, thế nào là sự tôn đồ của Chúa, thế nào là sự đồng chạm của Chúa, thế nào là sự phán dạy của Chúa. Cha con cầu nguyện, Cha nhầm lòng, hãy thăm viên hội thánh của Ngài, hãy thăm viên anh em con giờ này, Cha ơi. Trong danh của Giê-xu quyền, trong danh của Giê-xu quyền, hãy đón nhận anh chị em. Anh chị hãy tin rằng nhân danh Giê-xu mà anh chị nhận được sự đầy dạy Thánh Linh. Anh em hãy tin rằng nhân danh Chúa Giê-xu mà anh chị được bắt tên Thánh Linh và khỏi sự nói tiếng tiếng khác. Anh em hãy tin rằng Đức Thánh Linh luôn khao khát đổ đầy và yêu anh em đến nỗi nghe tôi. Anh em hãy tin rằng khi anh em mở lời cầu nguyện thì anh em được nhận sự đầy dạy và nói với Chúa rằng Chúa con tiếp nhận sự đầy dạy. Anh chị tràn nữa đi, tràn nữa đi, tràn nữa đi. Dòng sông này hãy tuôn chảy trên hội thánh của Ngài. Hãy tuôn đổ, tuôn đổ, tuôn đổ. Con cầu nguyện cái dòng sông này tuôn chảy trên chúng con. Trời, hãy đổ đầy chúng. Con đang thấy sự sức giàu ở đây thương chứ. Con
đang thấy sự sức giàu mạnh mẽ ở đây thôi. Tôi đang thấy rằng Ngài đang đi lại rồi thánh thôi. Và Ngài sẵn sàng đón chạm tấm lòng của chúng ta. Anh em ơi, hiện khao khát Ngài một cách chân thành và thành thật rằng hãy nói với Ngài rằng Chúa ơi, con thật sự chỉ có Ngài trên đời này. Cha ơi, hãy đến và làm đầy lòng con. Hãy chạm con vào cái chạm của thiên đàng. Ô ta ra mắt sẽ kê kê thô rô ma 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 tê kê ta 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 si kê 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 Hallelujah.
Chúa đang chữa lành. Các em có tấm lòng nào đang thờ ơ lạnh lẽo thì hôm nay hãy nhận lãnh sự nóng nảy cho Ngài. Anh em nào đang cảm thấy mình nguội lạnh thì giờ đây hãy nóng nảy cho Ngài. Trong chân của Giê-xu quyền lạnh. Hallelujah. Anh em nào đang cảm thấy mình thất bại thì hôm nay hãy nhận lấy sự thành công. Hãy nhận lấy sự đột phá và tăng trưởng cho này. Anh em nào đang cảm thấy mình yếu đuối khó khăn thì hôm nay hãy bắt thêm với Chúa giờ này. Cảm ơn Ngài là Chúa. Chàng tập lòng chúng con, chàng chúng con nhớ, chàng chúng con nhớ. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.